Everton đang trải qua chuỗi hai trận đầu tiên cực kỳ bất bát tại ngoại hạng Anh khi họ chưa có được bất kỳ một bàn thắng nào, trong khi đó phải nhận tới 7 bàn thua. Trong khi đó thì Bournemouth họ cũng đã có được hai trận hòa. Như vậy là hôm nay thì Ilan Ndiaye sẽ có lần đầu tiên đá chính trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay với câu lạc bộ Bournemouth. Cao thủ Everton đã làm được ở mùa giải mới nhưng họ cần có bàn thắng tại ngoại hạng Anh. Cơ hội dành cho cao thủ Everton, đưa bóng vào, đã không đến được vị trí của Calvert-Lewin. Trước đó là tình huống xử lý hay của Aero Burnham. Đường truyền đã giúp cho Jack Harrison thấy được khoảng trống để có thể tạo ra cú căng ngang một chạm. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của Bournemouth vẫn đã đánh đầu. Calvert-Lewin đã có pha di chuyển khôn ngoan, đã thoát ra được khỏi sự theo kèm của đội trưởng Lewis Cook bên phía Bournemouth. Anh đã đến được cột xa. Tuy nhiên thì cú đánh đầu lại chưa thể đi trúng đích. Ndiaye đã được huấn luyện viên Sean Dyche ca ngợi hết lời sau trận đấu cuối tuần qua. Được chuyền vào. Bóng vẫn còn ở trong sân. Sút ngay. Cú ngang là Aero Burnham. Aero Burnham và Ndiaye đang là những tân binh thi đấu tốt bên phía Everton. Họ vẫn đang tạo ra được những cơ hội cho các đồng đội. Lần này là cú sút của Gueye, nhưng cú sút đi Harrison. Không phải cú sút, đó là động tác giả. Bây giờ là cú sút của Harrison. Điện thì cú sút thật của Jack Harrison lại vừa thiếu chính xác, lại vừa đi thiếu lực. Và đá phạt góc của Everton. Lại thêm một tình huống cột xa nữa của Calvert-Lewin. Có thể dứt điểm, không vào. Đó là sự xuất sắc của thủ môn vị trí và ôm gọn được trái bóng trong tay. Một tình huống tiếp theo mà Calvert-Lewin ở cột xa, và lần này là một đường chuyền. Và bây giờ sẽ là cú đá phạt góc của Bournemouth. Rất nhiều những tình huống đưa bóng ra cột xa. Có thể dứt điểm. Rồi mắc nếu cú sút ngay một lần nữa. Lại là một tình huống mà Kepa chọn vị trí và bắt bóng rất gọn gàng. Đó là sự chắc chắn. Tarkowski. Jack Harrison đưa bóng vào. Cú pha xử lý bước một rất tốt bằng ngực và cú sút cũng rất gọn gàng. Bóng đến được vị trí của Michael Keane và trung vệ bên phía Everton đã xử lý rất ngọt. Một cú sút không cho thủ thành Kepa bất kỳ một cơ hội nào. Cú sút chìm như thế này thì quá khó dành cho Kepa rồi. Được chuyền tới vị trí của Calvert-Lewin. Không có được cú đánh đầu của Dwight McNeil và sau đó là cú dứt điểm của Gueye. Ở thời điểm này cơ hội quá xuất sắc nhưng bàn thắng lại không xuất hiện sau một pha xử lý hay vừa rồi đến từ Simosko. Vẫn là một pha lập công, đường truyền rất tốt của Jack Harrison. Simosko đã lắc người tuyệt vời để loại bỏ hậu vệ bên phía Bournemouth, nhưng cú dứt điểm thì đem đến một sự nuối tiếc lớn dành cho các cổ viên của Everton. Vẫn là pha xử lý xuất sắc của Aero Burnham. Ndiaye. Rồi mắc nếu cơ hội Calvert-Lewin hay không. Những pha phạm rất hay của Everton và họ đã nhân đôi được cách biệt. Độc độ và sự nhạy bén trong khâu dứt điểm đã giúp Calvert-Lewin ghi bàn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại người đã có pha chọc khe hay nữa, đó là Dwight McNeil. Aero Burnham đi bóng, sau đó là sự hỗ trợ của Ndiaye. Và đường chuyền này của Dwight McNeil là xuất sắc để giúp cho Calvert-Lewin sử dụng tốc độ của mình, sử dụng sức dướn của mình và sử dụng sự khéo léo của mình trong khâu dứt điểm, đem về bàn thắng thứ hai cho cầu thủ bên phía Everton. Rất khéo lại là Ndiaye, một pha đi bóng mở ra cơ hội tấn công. Có thể dứt điểm chăng? Rất nguy hiểm, không phải một pha dứt điểm. Ndiaye, dứt điểm không vào.
Những pha đi bóng khéo léo và cú dạ chân cũng rất nhanh của NDIA. Kepa đã cản phá tốt, nhưng đây là thêm một lời cảnh báo mà NDIA gửi về phía khung thành của Bournemouth. Vì điều đó cũng dẫn tới việc lúc này đang có nhiều khoảng trống ở phía hạ phòng ngự. Rất hay, lại là Enea, lại cơ hội dứt điểm nữa, nhưng vẫn không phải là một tình huống ghi bàn đầu tiên tại Ngoại Anh và đem đến sự khác biệt rất lớn. Đánh đầu, bóng đi vào cột dọc rồi. Ở vị trí trung vệ, Michael Keane đã ghi bàn. Tarkowski cũng suýt chút nữa đã có thể lập công. Một cú đánh đầu, người vừa đập bóng là Dean Huijsen. Thì ngay sau đó là Irobunam. Vẫn là Irobunam. Irobunam có thể dứt điểm, không vào. Cơ hội tấn công cho Bournemouth, dứt điểm ngay, khá nguy hiểm, pha bay người cản phá của Jordan Pickford. Ouattara, cơ hội dứt điểm, thêm một cú sút từ xa nữa và trở lại tốt nhất với một chiến thắng cách biệt. Ouattara, một pha căng ngang nguy hiểm và bất ngờ đã được, bất ngờ dành cho cao thủ của Everton. Pha căng ngang một chạm thôi, một thoáng mất tập trung của phòng ngự bên phía Everton và họ đã phải trả giá. Tình huống phòng ngự không tốt của Mikolenko. Mikolenko đã không để ý ở phía sau anh, đó là một Semenyo âm thầm xâm nhập vòng cấm. Justin Kluivert, Sinisterra, rất nhanh được chuyền vào. Đánh đầu vào. Nhưng đến phút 92 tỷ số đã là 2-2. Đúng là ở trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Chiến thắng đầu tiên ở một giải năm nay, nhưng mọi thứ thay đổi chỉ trong vòng có 6 phút. Những bài đánh biên của cao thủ bên phía Bournemouth đã phát huy hiệu quả. Ouattara và Sinisterra, những cầu thủ vào sân thay người đều là những cái tên đã kiến tạo. Và bây giờ người ghi bàn đó là Lewis Cook, một pha băng vào và đầu rất chính xác của số 4 bên phía Bournemouth. Sinisterra đã có một đường chuyền với điểm rơi hoàn hảo dành cho Lewis Cook. Và tỷ số đã được quân bình là 2-2, một trận đấu quá hấp dẫn diễn ra trên sân Goodison Park. Giờ thì cao thủ Everton mới là đội bóng gặp áp lực, họ đã thi đấu hay suốt 86 phút. Nhưng bây giờ cơ hội chiến thắng, lợi thế về mặt tinh thần đang là của Bournemouth. Ouattara, Ouattara đưa bóng vào tiếp. Đánh đầu, không vào. Tiếp tục là một pha cản phá xuất sắc của Jordan Pickford. Hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng không thể chiến thắng được trước Jordan Pickford. Không thể tin được. Lại là Ouattara, lại đưa bóng vào. Semenyo, không vào. Một trận đấu xuất sắc của Jordan Pickford ở những phút cuối. Semenyo, lại là Semenyo, lại dứt điểm. Và lần này thì bóng đã đi ra ngoài. Biết mọi chuyện như thế nào. Không thể tin được với pha cản phá này của Jordan Pickford với hai pha dứt điểm của Tavernier. Cả hai pha dứt điểm đều cận thành và cái ra chân này của Jordan Pickford đã cứu thua cho Everton và sau đó là một cú bay người để cản phá cú sút của Semenyo. Những phút cuối thì hàng phòng ngự của Everton thực sự đang bị bối rối. Được chuyền vào. Đây là không thể tin được. 86 đến 96 trong 10 phút đấy thôi mà Bournemouth đã có được 3 bàn thắng. Họ đã bị dẫn trước 2-0 đến phút thứ 86 rồi. Và bây giờ hãy nhìn xem trên bảng điện tử, Bournemouth đang có được 3 bàn thắng so với 2 của Everton. Không hề có lỗi việt vị của Sinisterra. Michael Keane đã bỏ quên phía sau anh là một cầu thủ rất nguy hiểm. Và Sinisterra đã có thể thoải mái đánh đầu, một lần nữa làm rung mạnh lưới của Everton. Tin được không, ở trận đấu này mà Everton còn thua thì tinh thần của họ sẽ xuống đến mức nào? 3 trận thua liên tiếp. Quả thật đáng thương cho cầu viên của Everton. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Everton và Bournemouth. Kết quả chung cuộc là 3-2. Không thể tin được với chiến thắng này của Bournemouth. Họ đã lôi ngược dòng.